của anh Thảo đã mất ở Việt Nam, anh có biết không? Bà chắc không mất rồi. Mất rồi anh. Bà không mất rồi. Má anh Thảo đã chết rồi. Bà không chết đâu. Không. Nếu mà anh Thảo đã chết rồi. Bà không chết đâu. Chào cả nhà nha. Đây mình sẽ lên gặp anh Thảo, và bây giờ anh Thảo muốn nhờ mình. Anh Thảo ơi, anh Thảo muốn nhờ em làm cái gì cho anh đây? Anh Thảo muốn làm gì? Bây giờ cái phone làm sao? Những chuyện đó như là cái lọ chốt điện gắn vô điện á. À. Có cái lọ để đưa vô phone, em cần cái đó đó. Em cần cái đó để em đưa vô phone này, phone thì em có. Em gắn cái này vô phone được mà em không có đồ. Cái cục này gắn vô trong cục điện á, cục điện em gắn cái này. Cục điện nào cũng được em ơi, nó có điện rồi, còn cái này là anh đã có rồi, chỉ có cái này thôi, chỉ là cái cục, chỉ là cái cục điện, cục điện như có hai cái miếng, đúng rồi, biết rồi, nhà có nhiều lắm, khi gái anh lại anh cho em một hai cục, rồi, cái phone của anh đâu, cái phone trong người rồi, đâu em coi thử, cái phone gì, cho có số phone không, có cần thì mình gọi được không? Cái phone này thử là bữa đang đi ngoài đường là cũng được. Thật ra nó vậy á. À, nó rớt bể rồi. Phone nó chỉ là lên điện vậy nè. Nó chỉ lên điện ít à. Để mà con. Chắc hết pin rồi. Vậy rồi anh chạc pin ở đâu? Chỉ lại nút điện á, gắm vô. Nút điện gắm vô, đâu có gì đâu. Cái chỗ chỉ là đúng rồi. Ngay cái nút điện cái này. Cái này vô phone vậy là thì mọi người hôm nay mình có tới thăm anh Thảo, thì anh Thảo anh nói là anh cần cái đồ chút điện, cái chỗ vậy chỉ còn em chỉ còn ngay cái cục đúng rồi đó, cho rồi. Em một hai cái đó để em vô điện còn hết điện cái đi cái đi, sau tụi em tới tụi em sẽ đưa cho anh cái dạ cảm ơn hai người nhiều. Thảo có nhớ mẹ không? Bà già bà ở Việt Nam thì nhớ bà chứ, nhưng mà Thảo qua Mỹ đi diện con lai với bà gì. Thảo có nhớ mẹ của Thảo hay không? Nhớ chứ. Đúng rồi. Anh có muốn biết tin tức của mẹ không? Thì biết rồi, con cái đâu có tiền với địa chỉ rồi, nhiều lúc đi tới lưu lộ bỏ chỗ này chỗ khác. Rồi, nhà cửa thì không còn thiết đâu. Cái chỗ tỉnh đồ lại về nhà thì biết, mà chỉ con cái Thảo lúc này Thảo quên cái địa chỉ nhà. Chị của anh Thảo hay là chờ má Năm có nói cho anh Thảo về tin tức của má của anh Thảo không vậy? Có mấy lúc trước gặp Thảo, gia đình của Thảo và chị Thảo với bà dì của Thảo có gặp Thảo mấy năm trước khi như năm 2010 rồi á, có gặp Thảo, tiếp xúc Thảo, nói chuyện này chuyện khác với gia đình chứ có. Cho anh về gia đình ở bên Việt Nam hả? Đâu có nói chuyện Thảo gia đình qua chuyện này chuyện khác rồi mấy năm đó. Thì có người đẹp nói gia đình của Thảo ha, và dì Thảo và chị Thảo có nói chuyện không, có mấy năm trước có nói chuyện mà vẫn là má của anh Thảo vẫn ok, vẫn không có sao hết phải không? Dạ hai người. Nhưng mà qua những cái lúc mà em bỏ video lên á, thì có những người họ biết anh á, thì họ cũng có báo cho tụi em biết tin tức về gia đình của anh. Thì bây giờ anh có muốn biết tin tức về gia đình của anh ở bên Việt Nam như thế nào không? Thì Thảo vừa nói Thảo cũng muốn biết, mà bởi vì bây giờ những loại muốn biết có những loại như bởi vì có thời gian qua Mỹ có để địa chỉ bả trong bóp đồ lục ra lục lô, vì lúc địa chỉ nó mất thành ra giờ không còn địa chỉ trong nhà, mà nhà cửa tỉnh đồ tỉnh tại chị gì ạ? Nóng cho anh Thảo cái áo đó. Đâu không phải đâu Thảo không lấy không. Giờ thành ra gia đình thì muốn biết gia đình của Thảo cũng muốn biết chứ, đi tới đi lui hoặc là nói chuyện với gia đình lúc này lúc khác thì Thảo muốn. Bây giờ nói với anh Thảo này, em có tin vui. Dạ.
và cũng có một cái tin là tin buồn. Bây giờ không biết là anh muốn nghe tin nào trước? Tin nào cũng được. Tin nào cũng được. Tin vui trước. Tin vui trước đi, hay hơn phải không? Dạ. Anh cũng vẫn còn biết, nhưng mà thì bây giờ thì qua cái video thì tụi em đã liên lạc được một số người ở bên Việt Nam. Yeah. Và họ đã liên lạc với em. Yeah. Và họ cho em được biết là ở gần nhà anh. Yeah. Là rất là vui là đã gặp được lại anh. Yeah. Và một số người thân với anh. Yeah. Thì thì qua những cái câu chuyện mà nói chuyện với họ thì họ biết anh rất là rõ. Nói chung là biết anh từ lúc anh còn nhỏ đó. Đó, rồi lớn lên đi qua Mỹ thì bây giờ đó là cái tin vui là tụi đã có người biết anh và đã liên lạc với tụi em và kể cho em một số chuyện. Yeah. Thì đó là một cái tin vui. Và bây giờ một cái tin buồn. Yeah. Là bây giờ nói với anh là lúc nãy tụi em cũng đã có đề cập là anh có nhớ mẹ hay không. Oh. Nhớ. Và anh đã có biết tin tức gì mẹ anh chưa? Yeah. Lâu nay mấy năm nay có biết không? Là mấy năm trước là nãy Thảo nói chuyện với bà, là mấy năm trước có bà dì kế đó, có nói chuyện Thảo kế với bà chị, thì lúc đó bà chị với bà dì Thảo có nói chuyện với bà già, bà già có gọi phone qua bà chị, bà chị với Thảo nói chuyện. Dạ rồi, thành ra cũng nói chuyện với bà già, gửi lời thăm bà già rồi này kia mấy năm trước kia có. Thời gian sau này ít có liên lạc được bà già làm như vậy. Dạ rồi, thì nếu vậy có nghĩa là mấy năm nay là anh có liên bây giờ là cái tin mà mình mới biết được là bây giờ cũng báo cho anh Thảo luôn. Thật sự thì em cũng không có muốn nói đâu, nhưng mà bây giờ nếu không cho anh Thảo biết thì cũng rất là khó xử, bởi vì khi em nghe được là cách đây cũng là gần 5-6 ngày nay rồi. Yeah. Thì cái tin này là anh Thảo nhớ mẹ đúng không? Dạ. Yeah, yeah. Bây giờ thật sự xin lỗi anh. Dạ. Yeah. Là mình muốn nói mà nghẹn ngào quá mọi người. Ok. Yeah, yeah. Là bây giờ là cái tin buồn thì mình có nói là okay, má của anh Thảo đã mất ở Việt Nam, anh có biết không? Bà chắc không mất rồi. Mất rồi anh. Bà không mất rồi. Má anh Thảo đã chết rồi. Bà không chết đâu. À, không. Nếu mà anh Thảo đã chết rồi. Bà không chết đâu. Tướng bà nói. Chết được 2 năm rồi. Khi nào Thảo thấy chị ra nhiều, Thảo nói chuyện với người nhiều hơn. Bà chắc không có chuyện gì đâu. Khi nào được là Thảo nói chuyện với người, có gặp bà được nói chuyện nhiều hơn hoặc nhiều hơn. Thì okay. mọi người thấy đó là mình okay. Đã cho trao cái tin nhưng anh không tin. Okay. anh nói là mà anh vẫn còn, nhưng thật sự là bây giờ mình nghẹn ngào hơn. Ok. Mình thất không? Có thể bà già anh cho biết vậy được, có thể nói chuyện tin tức khác nhiều hơn. Dạ, bà già không biết mà. Có nghĩa là thôi bây giờ anh cứ nuôi hy vọng đi. Okay. Thì mình cũng cứ nói là mình đã trao cái tin này rồi. Ok. Mà anh không, anh giống như là anh không tin. Không. Yeah. Coi như là không có tiếp nhận, không có sự chấp nhận. Đó, có nghĩa là thôi bây giờ mình cứ để cho anh nuôi cái hy vọng đó thôi. Okay. Thì bây giờ mình đã giao, có nghĩa là mình đã chuyển lời lại là nói cho mọi người rõ hơn. Đó là má anh Thảo đã mất 2 năm nay rồi. Là đã không còn nữa. Còn Thảo thấy bà già của Thảo chắc bà cũng khỏe không gì. Okay. Thấy cái gác đi. Trong nhà có 60 chị lo cho bà. Okay, tự đó. Gì Thảo trong nhà trai lớn vậy, đi ra đường sống vậy mà bản thân không có tiền lo cho bản thân nữa. Okay. Sao lo cho bà già? Okay. Có thể gặp bà hoặc là ở nhà kế tới lui lo cho bà chuyện này chuyện kia được sướng nhiều hơn. Tự gì nói từ bả trong nhà 60 chị có mình trai, thành ra thấy 60 chị sẽ lo cho bả. Thảo cũng lo mà bởi vì Thảo qua Mỹ thì Thảo không có tiền bạc. Có nghĩa là anh cứ nói chung là anh á có một cái đinh ninh trong lòng của anh là ở Việt Nam có 6 người chị rồi. Yeah. 6 người chị đó sẽ lo cho bà già. Còn anh là người con trai trong nhà mà lại không lo được. Không phải.
Thảo người con trai trong nhà như cha cái đó đẹp bà ừ. 6 người chị với bà già nữa, thành ra trong trong nhà Thảo con trai như một mình trai, một mình trai còn mấy người chị đó chị lớn, chị thành ra thấy mình trai trong nhà cũng lo giống bà chị như là thấy con trai nó mạnh nhiều hơn mà nói qua lại giờ sống vậy không có tiền bạc có thể gặp bà thương bả hay sống kế bả lo cho bả chuyện này chuyện khác chưa được nào không có sống như nhà cửa ở Mỹ có bả rồi không có lo cho bả tiền bạc được như mình một tay mình đã có thể trong nhà giúp cho bả lo cho bả chuyện này chuyện kia qua ngày bả cũng thương Thảo nó có thể Thảo giúp bả như vậy tự gì nói bả già mà có 60 triệu lo Thảo con trai Thảo lo sao đây Thảo không có tiền có thể Thảo tiếp bà tiếp lời có thể ở kế hoặc là từ xa gặp bả đến với bả chuyện này chuyện khác mà không có tiền nhiều lo có thể giúp vui làm chuyện này chuyện khác đi nhà cho bả nhiều hơn. Anh Thảo bây giờ cái sự thật á là má của anh Thảo đã mất rồi thì bây giờ anh nghĩ như thế nào khi nghe cái tin đó? Thảo thấy cái lời thì thấy vậy thì thấy như cũng không được vui buồn. Theo giá của Thảo dòm chừng như thấy cái gà chắc bà cũng có sống hoặc là bà qua Lào vậy thôi. Thảo có buồn sợ vắng bà đồ nhiều hơn thì có cái Lào vậy coi như thành ra thấy bà Thảo nghĩ bà Thảo muốn bà sống lâu nhiều hơn chứ chết. Thành ra Thảo trả lời ok thì bây giờ thôi mình cũng đã truyền cái tin này lại rồi cho mọi người cho anh Thảo, nhất là cho anh Thảo thì mọi người cũng đã biết anh Thảo vẫn đinh ninh là má của anh còn sống thì thôi bây giờ để cho anh vậy để anh tiếp tục anh nuôi bảo bà anh có thể là tin là như vậy để anh sống. Bây giờ mình thật sự mình rất là phân vân mình nên nói hay không đó nha. Thì cho nên bây giờ thôi mình cũng đã nói rồi thì bây giờ là cái đó là để cho anh Thảo từ mới chấp nhận được cho chấp nhận hay không thôi. Ok còn bây giờ thì chắc mình cũng xin tạm biệt mọi người rồi chào mọi người và gặp mọi người sau nha. Rồi chào cả mọi người nhé. Chào chào tất cả chào rồi bye bye rồi bye bye chào.